Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu nói với dân chúng về nước Thiên Chúa và chữa lành những kẻ cần được cứu chữa. Vậy khi đã xế chiều, nhóm 12 đến thưa người rằng: Xin Thầy giải tán dân chúng để họ đi vào trong các làng mạc và trại quanh đây mà trú ngụ và kiếm thức ăn, vì chúng ta đang ở nơi hoang địa. Nhưng người nói với các ông: Các con hãy cho họ ăn đi. Các ông trả lời: Chúng con chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá, trừ phi chúng con phải đi mua thức ăn cho cả đám đông này. Số đàn ông độ 5.000. Người nói với các môn đệ rằng: Hãy cho họ ngồi xuống từng nhóm độ 50 người. Các ông đã làm như thế và bảo tất cả ngồi xuống. Chúa Giêsu cầm lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá, nhìn lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và phân phát cho các môn đệ. Các ông dọn ra cho dân chúng. Tất cả đều ăn no nê, và người ta thu lượm được 12 thúng miếng vụn còn dư lại. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa anh chị em, cách riêng, thưa anh em linh mục rất yêu quý. Chúng ta vừa nghe 2 bài đọc Kinh Thánh. Càng suy gẫm và đem ra thực hành trong cuộc đời của mình là linh mục, chúng ta như thấy lời Chúa không những soi sáng cho chúng ta, mà lời Chúa chính là đèn dẫn bước chúng ta đi, để như bài phúc âm chúng ta nghe Chúa dạy bảo các tông đồ: Hãy cho đoàn lũ đông đảo ăn uống. Và thức ăn là cái gì? Chúa chỉ nói: Các con hãy dọn bữa cho họ ăn đi. Hãy sắp xếp cho họ từng nhóm người 50. Và với đoàn lũ, sau này Thánh Luca nói trên 5.000 người, có nghĩa là một những quy tụ thành những nhóm mà sau này chúng ta không ngần ngại nói là những cộng đoàn, và nếu chúng ta được phép nói thêm là những giáo xứ, giáo sở của chúng ta. Các con hãy cho họ ăn đi. Và rồi với niềm tin, với lòng yêu mến, với sự phó thác, các tông đồ đã vâng lệnh Chúa, đến với đoàn lũ đông đảo, nhẹ nhàng, yêu thương, mời gọi, sắp xếp cho họ. Để rồi từ 5 chiếc bánh và 2 con cá, một chút ít lương thực thôi, nhưng mà Chúa bảo các tông đồ: Các con hãy phân phát cho cộng đoàn ăn, và họ đã ăn no nê cho đến độ còn dư lại 12 thúng đầy. Hình ảnh đó thật là thấm thía trong đời sống
của đạo chúng ta, mà chúng ta sẽ dần dần không ngần ngại nói trong gia đình của hội thánh chúng ta, trong gia đình của giáo phận chúng ta. Chúng ta nhớ lại thuở ban đầu, một vài vị thừa sai giáo sĩ đặt chân đến vùng đất này chưa biết phải làm như thế nào, nhưng Chúa sai đi, mình cứ đi. Chúa bảo đến gặp gỡ, mình gặp gỡ. Và ngay cả những ngôn ngữ chưa phải là dễ dàng để có thể cảm thông với nhau, nhưng dấu thánh giá, cây thánh giá, hình ảnh của đứng chịu đóng đinh trên thánh giá dần dần thu hút và quy tụ biết bao nhiêu người. Để rồi từ đó, điều gì đã nâng đỡ đời sống đức tin và đời sống tín hữu của các giáo đoàn? Đó là việc cử hành thánh lễ, cầm lấy bánh, cầm lấy một chén rượu nho nhỏ, đọc lời truyền phép: các con hãy cầm lấy mà ăn, vì này là mình thầy bị nộp vì các con. Các con hãy cầm lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới đổ ra để nên ơn tha tội cho các con. Những lời đó thật là linh thiêng, những lời đó phát xuất trước hết từ chính Chúa Giêsu, và Chúa Giêsu lại cho phép các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Lời cho phép đó chính là việc thiết lập bí tích truyền chức thánh, để rồi có những con người bình thường từ các gia đình rất tầm thường nhưng được Chúa chọn, Chúa yêu thương và Chúa ban quyền để lập lại điều mà Chúa đã thực hiện. Rồi đoàn dân cứ kéo tới, được quy tụ. Và càng được quy tụ bao nhiêu thì rồi dần dần không phải chỉ là thánh lễ mà thôi, mà còn hình ảnh hết sức khiêm tốn mà các giáo sĩ truyền lại cho dân chúng qua việc Chúa rửa chân cho các môn đệ, rửa chân cho các tông đồ. Một hành vi hết sức là lạ lùng. Chúa là thầy, là Chúa, lại quỳ xuống rửa chân cho môn đệ học trò của mình. Điều không thể nào tưởng tượng được. Và rồi khi thực hiện điều này, các giáo sĩ của chúng ta nhắc lại lời Chúa. Chúng ta gọi Ngài là Thầy, là Chúa của chúng ta. Và Ngài đã nhắc bảo chúng tôi: các con hãy rửa chân cho nhau. Một hành vi bác ái thật lạ lùng. Một hành vi khiêm tốn, có thể nói là thẩm sâu, nhưng không phải là yếu hèn, không phải là nhu nhược, mà ngược lại, đó là thể hiện tình yêu thương. Giống như người cha, người mẹ cúi xuống để lau rửa cho đứa con thân yêu của mình. Và rồi ở giữa cộng đoàn những người bắt đầu tin Chúa, bắt đầu đón nhận sự tự hạ thẩm sâu của Chúa qua các linh mục, các tín hữu lại được nuôi dưỡng thêm bằng lệnh truyền của Chúa. Giữa các con
hãy yêu thương nhau. Tình yêu thương phát xuất từ Chúa Cha. Chúa Cha yêu thương Thầy, Thầy yêu thương chúng con, và chúng con hãy yêu thương nhau. Khi chúng con yêu thương nhau thì thế gian, những người chưa bao giờ biết Thầy, chưa bao giờ biết Thiên Chúa, sẽ nhận ra chúng con là môn đệ thật của Thầy. Hãy sống tình yêu thương, hãy loan truyền đức bác ái. Và rồi chính từ điểm đó, các linh mục tiên khởi xây dựng các giáo đoàn, hình thành các giáo xứ, để rồi có giáo phận thân yêu, trong đó có giáo phận Nha Trang chúng ta. Từ lời Chúa, từ sự vâng phục của các môn đệ của Chúa, và chính Chúa đã thực hiện những điều mà không ai có thể ngờ được. Chính vì thế, trong đời sống linh mục, ở mọi hàng tuổi khác nhau, mỗi ngày luôn luôn cử hành thánh lễ, lặp lại lời của Chúa, lời truyền phép. Này là mình Thầy, này là chén máu Thầy. Những lời đó không phải chỉ là một tưởng niệm mà thôi, mà chính linh mục khi cử hành mầu nhiệm thánh phải trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa, kết hợp mật thiết với mình và máu Thánh Chúa, để như vậy bản thân mình cũng như các tín hữu được nuôi dưỡng bằng chính sự sống máu thánh của Chúa. Sự sống của Chúa, máu thánh của Chúa nên ơn tha tội cho mình, để trở nên dấu chứng về sự sống đời đời mà mình đón nhận được. Kính thưa anh chị em, bầu khí thánh lễ chúng ta cử hành mỗi ngày, mà cách riêng hôm nay, ngày lễ tôn vinh Chúa Giêsu, vị linh mục thượng phẩm, đứng vị yêu thương đã có sáng kiến thiết lập bí tích truyền chức thánh, thiết lập và để lại lệnh truyền yêu thương. Và ai càng có chức vụ thì càng phải noi gương Chúa mà trở nên hiền lành và khiêm nhường, thể hiện nơi cái câu chuyện rửa chân cho anh em của mình. Riêng trong giáo phận Nha Trang chúng ta thật là hạnh phúc, bởi vì từ ngày có giáo phận cách đây 64 năm, chúng ta có vị chủ chánh tiên khởi là Đức cha Marcelo Picke Lợi. Ngài luôn luôn thao thức và nỗ lực loan truyền điều tâm huyết mục vụ của Ngài là để trong mọi sự Thiên Chúa được hết lòng yêu mến. Ngài đã sống thánh chức linh mục 54 năm, và giám mục 25 năm, 26 năm. Rồi chúng ta lại có Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Ngài đã sống giữa chúng ta, xây dựng giáo phận chúng ta. Ngài cũng sống thánh chức linh mục gần 50 năm, trên 49 năm. Và Ngài làm giám mục 36 năm. Chúng ta có Đức cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa. Làm sao chúng ta quên được bài trăm triệu lời ca nhập lễ mà chúng ta đã hát vang lên, không phải chỉ ngày hôm nay mà rất thường xuyên trong giáo phận chúng ta.
Ngài đã sống giữa chúng ta với thánh chức linh mục 58 năm và chức giám mục 42 năm. Chúng ta có Đức Cha Phó Phêrô Nguyễn Văn Nho 36 năm linh mục, 6 năm linh mục. Và riêng bản thân tôi 50 năm linh mục, 16 năm giám mục. Gợi lên như thế thôi, không phải chúng ta kể công với Chúa hay là kể công với ai, nhưng để nói rằng đó là kho tàng ân sủng đặc biệt mà gia đình giáo phận chúng ta đã được trao ban. Chớ gì chúng ta hãy hiệp nhất với nhau, yêu thương nhau, một lòng một ý với nhau, dâng lên Chúa cả cuộc đời của chúng ta. Và có một chi tiết nho nhỏ, chắc hẳn không ai không nhớ tới, đó là từ câu chuyện các tông đồ dâng lên Chúa 5 chiếc bánh và 2 con cá. Chỉ có thế thôi mà Chúa đã làm những điều kỳ diệu. Và từ đó chúng ta cũng thấy, từ những điểm nho nhỏ, giáo phận chúng ta ngày càng được phát triển. Vậy từ câu chuyện 5 chiếc bánh và 2 con cá, người cha kính yêu của chúng ta, Đức Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, khi suy niệm điều này, Ngài đã có sáng kiến và để lại cho chúng ta một bài học hết sức là cụ thể và sống động. Ngài tâm sự với Chúa: con dâng cho Chúa chiếc bánh thứ nhất là con sống giây phút hiện tại của con. Con không nghĩ trong tương lai con sẽ làm cái gì, nhưng con sống tốt cái giây phút hiện tại của con, đó là chiếc bánh thứ nhất. Rồi con dâng cho Chúa chiếc bánh thứ hai là con phân biệt giữa Chúa và công việc của Chúa. Nhiều khi theo Chúa, người ta ưa hỏi: Chúa chọn con để làm cái gì? Chúa ban cho con hồng ân để thực hiện như thế nào? Thì giờ đây, riêng đối với con phân biệt giữa Chúa và công việc của Chúa. Con đi theo Chúa, con chiêm ngắm Chúa, còn việc như thế nào là nằm trong thánh ý của Chúa. Con dâng cho Chúa chiếc bánh thứ ba là con chỉ biết suốt ngày cầu nguyện, tâm sự với Chúa, tràng hạt mân côi, những lời kinh, những bài nhạc thánh ca con thuộc, con nhẩm đi nhẩm lại, con thuộc nằm lòng để trở nên như hơi thở của con, cầu nguyện như hơi thở của con. Đó là chiếc bánh thứ ba. Con dâng cho Chúa chiếc bánh thứ tư là thánh thể của Chúa. Làm linh mục, con gắn bó với thánh thể của Chúa một cách đặc biệt, để từ thánh thể của Chúa nuôi sống gia đình tín hữu của Chúa. Con dâng cho Chúa chiếc bánh thứ năm là con chọn Chúa, con chọn Chúa. Rồi con dâng cho Chúa con cá thứ nhất là lòng yêu mến đối với mẹ Maria. Xin lỗi, chiếc bánh thứ năm đó là tình yêu thương, sống giới luật yêu thương theo lệnh truyền của Chúa. Con yêu thương mọi người, yêu thương những người yêu thương con, yêu thương những người chưa cảm thông với con, yêu thương ngay cả những người thù ghét con và hãm hại con.
và Ngài dâng cho Chúa con cá thứ nhất là lòng yêu mến mẹ Maria, và con cá thứ hai đó là Ngài thể hiện con chọn Chúa trong cuộc đời của con. 5 chiếc bánh và 2 con cá. Như gắn liền với Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, người cha kính yêu của chúng ta, không phải chỉ được loan truyền trong giáo phận Nha Trang mà thôi, mà tôi cũng không ngần ngại nói, loan truyền trong cả giáo hội chúng ta, trước mặt Đức Giáo Hoàng, cũng như các vị hồng y giám mục. Bất cứ ai khi nói tới Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận thì thường được câu trả lời 5 chiếc bánh và 2 con cá. Xin Chúa chúc phúc lành cho đại gia đình giáo phận Nha Trang thân yêu của chúng con. Amen. Ông bà và anh chị em thân mến, lời Chúa đặc biệt trong trích đoạn Tin Mừng theo Thánh Luca, chúng ta gặp thấy dùng ngôn ngữ của sách Khải Huyền để diễn tả ngày mà bao nhiêu khốn khó, bao nhiêu tàn phá, bao nhiêu cùng cực giáng xuống trên thành và trên con người. Và ngày ấy cũng xuất hiện con người đầy quyền năng và vinh quang ngự trên đám mây mà đến. Ngày phán xét đã đến. Rồi khi ngày ấy xảy ra thì Chúa nhắn bảo anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc. Khi đời sống của chúng ta hướng tới vương quốc của Thiên Chúa, chúng ta sống theo thánh chỉ của Thiên Chúa, sống theo giáo huấn của Thiên Chúa, sống theo đường lối của Thiên Chúa, chúng ta trở thành công dân của nước trời. Còn nếu không, khi ngày ấy xảy đến thì chúng ta đáng bị trừng phạt. Và lời Chúa mời gọi chúng ta quy hướng về Thiên Chúa, quy hướng về Thiên Chúa để chúng ta biết kính sợ Thiên Chúa, biết sống theo đường lối của Thiên Chúa, và biết từ bỏ những gì nghịch lại với đường lối ấy, nghịch lại với ý muốn của Thiên Chúa, từ bỏ những gì bất chính, từ bỏ những gì tội lỗi, từ bỏ những gì là đường lối của ma quỷ, để chúng ta luôn luôn bước đi trong ánh sáng của Thiên Chúa để được cứu độ. Trong bài đọc 1 sách Daniel kể về một thời kỳ của vua Dario, và ông Daniel lúc đó đang là một nhân vật rất là có thế giá trong triều đình, nhân vật số 3 của triều đình, tạm so sánh tương đương giống như thủ tướng của Việt Nam bây giờ vậy. Nhân vật đắc lực cho triều đình và cho đất nước Ba Tư. Thế nhưng mà bị những tể tướng khác và những thống đốc tìm cách hãm hại. Họ tìm những cái sơ hở của ông để mà hại ông. Thế nhưng mà ông là người trung tín chính trực, làm việc đâu ra đó, cho nên không có một cái sơ hở nào, không có một cái lỗi nào có thể họ trình lên vua để mà bắt tội, trừng phạt ông được. Cho nên họ họp nhau lại và tìm cách để mà
thuyết phục nhà vua ra cái lệnh cấm không có được cầu nguyện với thần của những dân tộc khác, bởi vì họ muốn lấy lý do tôn giáo để mà hãm hại Daniel. Và khi nhà vua chiều theo ý của họ, nhà vua cũng không biết họ muốn hãm hại Daniel. Và Daniel mỗi ngày cửa sổ của ông được mở ra và ông hướng về đền thờ Jerusalem để mà cầu nguyện. Và họ bắt gặp, họ tìm cách tâu lên nhà vua để quăng ông vào hầm sư tử để cho Daniel bị chết. Lệnh cấm của nhà vua là một cái điều bất di bất dịch, không thay đổi. Khi lệnh của vua ban ra thì không gì có thể thay đổi được. Nhà vua rất là thương Daniel. Sở dĩ có cái tình thương và sự nể trọng này là nó có cái quá trình làm việc và có lịch sử trước đó. Trước vua Dario thì là vua bên Sassa. Vua bên Sassa là con của vua Nabucodonosor. Vua Nabucodonosor khi mà chinh phạt các nước khác, khi đến Jerusalem, ông đánh chiếm Jerusalem, ông vào trong đền thờ, ông chiếm bao nhiêu vàng bạc châu báu, những đồ dùng để mà thờ phượng Thiên Chúa, chén đĩa, những cái đồ bằng vàng, bằng bạc, những cái gì quý giá ông mang về. Và tới thời con của Nabucodonosor thì những đồ dùng ấy vẫn còn để ở trong triều đình của họ. Vua bên Sassa mở một bữa tiệc lớn, thết đãi cả ngàn đại thần. Và thời kỳ ấy trong đất nước của họ, họ đặt 3 tể tướng và 120 thống đốc để cai trị một lãnh thổ vô cùng rộng lớn. Và bữa tiệc thết đãi cả ngàn đại thần đó, trong lúc vua bên Sassa uống rượu thì ông hứng chí, ông bảo thuộc hạ mang những cái chén, những cái ly, những cái đồ dùng của đền thờ Jerusalem mà vua cha của ông Nabucodonosor đã chiếm được đem ra để mà sử dụng, để mà thết đãi các đại thần, cho cả các cung phi, cho cả các cung nữ trong triều cũng dùng nữa. Và khi nhà vua ra lệnh, người ta mang ly bằng vàng đến, mang chén bằng vàng đến để cho ông sử dụng, thì một biến cố đặc biệt kỳ lạ xảy ra. Ngay lúc đó xuất hiện những cái bàn tay viết những cái chữ trên vách tường của triều đình. Nhà vua tái mặt, sợ hãi kinh hoàng. Các đại thần cũng vậy, run rẩy, lo sợ. Và nhà vua ra lệnh cho các pháp sư, các người mà giải mã những cái điều kỳ bí đến để mà giải thích cho nhà vua nghe. Và nhà vua nói với những người có chức có quyền ở trong triều đình rằng ai mà giải thích được thì nhà vua sẽ trọng thưởng, ban áo cẩm đào, ban chức tước và sẽ là nhân vật số 3 trong triều đình. Bao nhiêu pháp sư, bao nhiêu thầy phù thủy, bao nhiêu người được đồn đoán rằng rất là tài giỏi trong những cái chuyện thần thiên bí mật được mời đến. Thế nhưng mà cuối cùng không ai giải thích được. Hoàng Thái Hậu hay tin, Hoàng Thái Hậu đến gặp nhà vua và trình cho nhà vua biết rằng vua cha của ngài là Nabucodonosor rất là quý trọng Daniel, vì Daniel được thần của ông ta hỗ trợ. Ông có được thần khí cho nên ông có thể giải thích được những cái điều bí ẩn. Cho nên nhà vua bên Sassa nghe thế thì triệu tập Daniel đến. Daniel mới nói với
vua Bên Sát Sa rằng: vua cha của ngài đã lấy những cái đồ dùng ở trong đền thờ Jerusalem đưa về đây, còn ngài thì lại lấy ra sử dụng để mà thết đãi các đại thần, các cung phi, các cung nữ. Như vậy là phạm thượng đến Thiên Chúa. Và ngài còn tôn thờ những thần sắc, thần vàng, thần bạc mà không hề tôn thờ Thiên Chúa. Đứng đã biết rõ mọi sự, đứng ban sự sống cho ngài, vậy mà ngài không tôn thờ. Và khi ngài xúc phạm đến Thiên Chúa, xúc phạm đến đền thờ, thì chính Thiên Chúa cho những bàn tay viết những cái chữ trên vách này. Những cái chữ viết đó có nghĩa là đếm, cân và phân chia. Đếm là triều đại của ngài sẽ chấm dứt vào ngày hôm nay. Cân là đã được đặt lên bàn cân, ngài đã được đặt lên bàn cân. Phân chia là vương quốc của ngài sẽ bị phân tán. Và ngay trong đêm đó thì vua Bên Sát Sa băng hà. Khi Daniel giải thích cho nhà vua nghe, nhà vua hiểu và nhà vua trọng thưởng cho Daniel, cho nên đặt Daniel làm tể tướng. Khi vua Bên Sát Sa băng hà thì vua Dario được chọn để kế vị. Rồi những thống đốc, những tể tướng trong triều đình ganh ghét vì ganh tị mà muốn hãm hại Daniel. Nhưng mà Thiên Chúa đã cứu thoát Daniel không bị những con sư tử làm hại. Trong đời sống của chúng ta, có khi chúng ta gặp những điều trái khoái, có khi chúng ta gặp những điều bất công, gặp những tội lỗi, hay thậm chí trong đời sống chúng ta có khi chúng ta đã làm những điều tội lỗi đối với Thiên Chúa, đối với tha nhân. Chúng ta hãy biết sám hối trở về với đường lối của Thiên Chúa, để chúng ta trung tín bước theo đường lối của Thiên Chúa, dẫn chúng ta đến vương quốc. Vương quốc của Thiên Chúa là vương quốc vĩnh cửu, vương quốc tình yêu, vương quốc sự thật và vương quốc giải thoát. Giống như trong phần cuối của bài đọc 1 cho chúng ta nghe: người là vị thần hằng sống và tồn tại muôn đời, vương quốc của người sẽ chẳng hề suy vong, quyền thống trị của người sẽ vô cùng vô tận, người giải thoát và gìn giữ. Amen. Kính thưa quý ông bà, cô bác và anh chị em, trong những ngày cuối của năm Phụng Phụ, chúng ta có dịp lắng nghe lại và suy niệm về diễn từ cánh chung của Chúa Giêsu. Và qua đoạn tin mừng trong thánh lễ hôm nay, thì Thánh Luca tiếp tục trình bày lời Chúa Giêsu nói về ngày mà thành Jerusalem bị tàn phá. Và những lời nói của Chúa Giêsu đã ứng nghiệm sau đó không bao lâu. Qua câu chuyện về thành Jerusalem bị phá hủy, thì Chúa Giêsu muốn ám chỉ đến ngày tận cùng của thế giới, ngày tận thế, ngày Chúa quang lâm. Và đồng thời, Chúa cũng muốn ám chỉ về ngày tận cùng của mỗi người chúng ta. Lúc ấy, chắc hẳn sẽ có những người vui mừng, nhưng cũng không ít người đau khổ. Ngày này sẽ thật sự đáng sợ đối với những ai không tỉnh thức, sẵn sàng sám hối, sửa đổi cuộc đời của mình để cho phù hợp với tin mừng của tin mừng. Nhưng cũng chính ngày này thì nhiều người sẽ vui mừng vì luôn có được tinh thần tỉnh thức, cầu nguyện và sống thánh thiện. Qua đó thì chúng ta hiểu rằng vui mừng, hạnh phúc hay là đau khổ thất vọng chính là do sự chọn lựa của từng người ngay trong cuộc sống hiện tại. Chỉ khi luôn biết tỉnh thức thì mới tránh được đau khổ trong cuộc sống mai sau. Bởi vì ngày tận thế cũng như ngày kết thúc cuộc đời của mỗi người không bao giờ được xác định rõ ràng, nhưng luôn bất ngờ. Tuy nhiên, nếu như biết nhạy bén và ngoan ngụy tìm sống theo thánh ý của Chúa,
thì sẽ được vững vàng và bình an cho dù trong hoàn cảnh nào hay là trong lúc nào. Chính Chúa Giêsu đã nói rằng khi những điều đó bắt đầu xảy đến, các con hãy đứng dậy và ngẩng đầu lên, bởi vì giờ cứu chuộc của các con đến gần. Lời nói này là một sự cảnh tỉnh, nhưng cũng là một lời mời gọi chúng ta hãy luôn biết cậy trong phó thác vào Chúa, chính là nguồn ơn cứu độ của mọi người. Đứng dậy trong cách sống chân thành, tốt lành và thánh thiện, để luôn ngẩng đầu lên hướng về thiên đàng, là nơi mà Đức Giêsu đang ngự bên hữu Chúa Cha và cũng đang đợi chờ từng người chúng ta. Kính thưa cộng đoàn, sứ điệp lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy luôn biết trung thành tuân giữ lời Chúa và không ngừng can đảm để thi hành với lòng yêu mến. Lời Chúa cũng mời gọi chúng ta hãy nhạy bén nhận ra các dấu chỉ của thời đại để hiểu được thánh ý của Chúa trong cuộc đời của mình. Và đồng thời, cũng luôn phải biết chuẩn bị cho hành trình tiến về ngày cánh chung bằng những việc làm thể hiện tinh thần bác ái, yêu thương. Có được như thế, thì ngày cánh chung đối với chúng ta sẽ là một niềm vui, chứ không phải là khổ hình. Rất ước mong nơi mọi chúng ta luôn có được lòng yêu mến Chúa trên hết mọi sự, luôn biết chuẩn bị cho cuộc sống vĩnh cửu của mình bằng một đời sống tốt lành, để ngày Chúa đến, chúng ta có thể được hân hoan vui mừng. Và xin được mượn lời cầu nguyện của cha Pio để kết thúc bài chia sẻ hôm nay. Lạy Chúa, xin ở lại với con, bởi vì con cần Chúa hiện diện để con khỏi quên mất Chúa. Xin ở lại với con vì con yếu đuối, con cần Chúa nâng đỡ để khỏi quỵ ngã. Xin ở lại với con vì cuộc đời qua đi, vĩnh cửu gần đến. Con cần được thêm sức mạnh để khỏi ngừng lại dọc đường. Amen. Trong tuần cuối cùng của niên lịch phụng vụ, giáo hội dùng lời Chúa hướng dẫn con cái của mình hướng về ngày cánh chung. Và bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa Giêsu cho chúng ta hai ý tưởng như dấu hiệu của thời cánh chung. Dấu hiệu thứ nhất là trong cộng đoàn có những nhân tai, và đồng thời trong thiên nhiên thứ hai có những thiên tai. Nhân tai bởi trong cộng đoàn có loạn lạc chiến tranh và những công trình của con người, cụ thể như Jerusalem sẽ bị sụp đổ. Còn trong thiên tai với tất cả những hiện tượng kinh hoàng xảy ra, trong thiên nhiên, trên trời, dưới đất, ngoài biển, những điều đó làm cho con người có hai thái độ. Thái độ thứ nhất là kinh hoàng bởi bị mất mát. Thái độ thứ hai, đứng thẳng và ngẩng đầu lên bởi đang được hưởng. Với niềm tin, chúng ta tin rằng cuộc đời của chúng ta là những nỗ lực không ngừng để tiến về ngày cánh chung. Cánh chung của cá nhân ta trong giờ chết và cánh chung của toàn thể nhân loại là ngày tận thế. Đó là giờ của ơn cứu độ. Con người sẽ đến trên mây trời. Và chính vì thế, hãy ngẩng đầu lên vì ơn cứu độ của các con đã gần tới. Tuy nhiên, chúng ta cũng không thể thoát khỏi những nguy cơ của cảm xúc tự nhiên với những suy tư và những đối diện với những hiện tượng tự nhiên để sợ hãi. Trong dịch bệnh vừa qua, cho đến ngày nay đã có trên 5 triệu người đã đối diện với giờ sau cùng của đời mình. Và tại Việt Nam đã có tới 24.000 người đối diện
với giờ cuối cùng của đời mình, ắt hẳn đã có nhiều hoảng loạn trong đó, bởi bị mất mát, mất sự sống. Và bởi mất sự sống cho nên mất tiền của tài sản, mất chức tước danh vọng và mất thời gian để thụ hưởng nên hoảng loạn. Thế nhưng cũng có những thiện nguyện đối diện với nguy cơ của sự an toàn, sức khỏe của bản thân cũng như sự sống của bản thân, vẫn tình nguyện dấn thân để phục vụ anh em chị em của mình với lòng bác ái, bởi họ đứng thẳng đầu lên, ngẩng cao đầu lên, bởi họ nhìn thấy Chúa đang hiện diện nơi anh chị em đau khổ của mình. Họ đã có sự chọn lựa của một sự can đảm đối diện với nguy cơ của cái chết, nguy cơ của mất mạng sống mình, bởi họ được hưởng gặp gỡ Chúa. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta được mời gọi làm con cái của Thiên Chúa, đặc biệt các Kitô hữu qua bí tích rửa tội, chúng ta là con Chúa và là con của Hội Thánh. Và cuộc đời của chúng ta là những nỗ lực không ngừng để gặp gỡ Chúa ở trần gian, với ước mong là một sự chuẩn bị để chúng ta sẽ gặp gỡ Chúa trong giờ sau hết. Và rồi bởi chúng ta là con Chúa nên Chúa cho chúng ta có những ơn gọi. Ơn gọi là giáo dân, ơn gọi là tu sĩ, ơn gọi là giáo sĩ. Đó là ơn gọi, đó là trách nhiệm, đó là bổn phận. Trong trách nhiệm và bổn phận này, chúng ta sống căn tính của chúng ta là con Chúa, con Hội Thánh, và nỗ lực để gặp gỡ Chúa, tìm ý Chúa, thực hiện ý Chúa, để chúng ta có thể sống trọn với ơn gọi của mình ở trần gian là con cái Chúa, và kết thúc cuộc đời này chúng ta được Chúa đến gặp gỡ chúng ta. Con người sẽ từ mây trời tới trong vinh quang, và đó là giờ ơn cứu độ của chúng ta. Hôm nay ngày thứ năm tuần thứ tư trong tháng, chúng ta cầu nguyện cho ơn gọi là linh mục. Trong thánh lễ trực tuyến này tại nhà nguyện của tòa giám mục, đương nhiên có hàng giáo sĩ là quý cha đang đồng tế đây, có tu sĩ, có giáo dân, và trong giáo dân cụ thể là có các thầy chủng sinh 17 thầy và có các dự tu tu sinh 48 tu sinh đang hiện diện ở đây. Bầu khí này là bầu khí của ơn gọi đang nỗ lực gặp gỡ Chúa trong thánh lễ, để rồi trong đời sống thường nhật với bổn phận của một giáo sĩ, của một tu sĩ, của một giáo dân, của các chủng sinh, của các sự tu, chúng ta gặp gỡ Chúa trong đời sống thường nhật. Và đây là cách tốt nhất để chúng ta chuẩn bị cho giờ cuối cùng của cuộc đời chúng ta. Chắc chắn có những nhân tai, chắc chắn có những thiên tai trong cuộc sống của chúng ta như một hành trình để gặp gỡ Chúa. Chính trong nhân tai, chính trong thiên tai, chúng ta vẫn thấy Chúa đang hiện diện giữa chúng ta. Và đó là cách tốt nhất để chúng ta nỗ lực không ngừng chu toàn bổn phận của mình, bổn phận của một người con Chúa, bổn phận là anh em chị em với nhau, bổn phận trách nhiệm của chúng ta, để chúng ta chu toàn ơn mà Chúa đang mời gọi chúng ta, là giáo dân, là tu sĩ hay là giáo sĩ nữa. Chính vì thế, cầu nguyện cho ơn gọi là linh mục, chúng ta cầu nguyện cho các giới trẻ và thiếu nhi biết đón nhận ý Chúa trong ơn gọi của mình, để chuẩn bị đón chờ Chúa đến trong giờ sau hết của cuộc đời chúng ta. Và đồng thời chứng trong ơn gọi là linh mục, chúng ta đang chuẩn bị cho nhiều người khác cũng sẵn sàng đón nhận ý muốn của Chúa và đón nhận sự hiện diện và sự đến của Chúa trong ngày cuối cùng của cuộc đời. Ngày hôm nay, cùng với các chủng sinh và các dự tu trong giáo phận, tôi nhớ tới thầy Nguyễn Quốc Ngữ, tôi nhớ tới thầy Nguyễn Hoàng Tuấn đang là chủng sinh,
nhưng đối diện với giờ cuối cùng của cuộc đời mình. Và chúng ta cầu xin Chúa cho linh hồn của những anh em, chị em, chúng ta là các chủng sinh, là các tu sĩ nam nữ đang theo đuổi ơn gọi linh mục mà Chúa đã mời gọi về, được vào gặp gỡ Chúa trên nước trời, trong đó có thầy Thuấn, trong đó có thầy Ngữ. Và đồng thời trong giáo phận của chúng ta từ khi thành lập cũng có nhiều chủng sinh cũng đã gặp gỡ Chúa khi còn đang là chủng sinh. Xin Chúa đón nhận linh hồn các thầy vào nước trời. Và chúng ta cũng xin các thầy cầu nguyện cho chương trình mục vụ ơn gọi của giáo phận được thực hiện tốt đẹp, như là một cách thế tốt nhất để giáo phận đang thực hiện ý muốn của Chúa và chuẩn bị cho mọi người đón chờ Chúa đến trong vinh quang. Amen. Cộng đoàn phụng vụ rất thân mến, lời Chúa nói với chúng ta hôm nay rất là ý nghĩa. Ở bài tin mừng cách đây một vài hôm, Chúa nói anh em đừng lo lắng, sợ hãi. Hôm nay Chúa lại nói đến những điểm lạ xuất hiện trên trời dưới đất. Và khi đó muôn dân sẽ lo lắng, hoang mang, thậm chí hồn siêu phách lạc. Nhưng chúng ta chú ý, Chúa phân biệt rất rõ ràng giữa muôn dân lo lắng sợ hãi và anh em, tức là các môn đệ của Chúa. Muôn dân tức là dân ngoài, tức là những người không có đức tin, những người không có niềm tin. Còn anh em, Chúa nói ở đây, tức là các môn đệ, nghĩa là tất cả chúng ta, những người tin theo Chúa, những người có đức tin. Muôn dân thì hoang mang sợ hãi, lo lắng đến hồn siêu phách lạc, vì khi đó không có đức tin. Còn Chúa nói anh em thì sao? Anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc. Đây là điểm khác biệt mà nhiều khi chúng ta không chú ý, rất là sâu sắc ở trong đó. Vâng, thưa cộng đoàn, đứng thẳng và ngẩng đầu, đó là tư thế của người môn đệ chờ đợi Chúa đến. Đứng thẳng và ngẩng đầu hiên ngang có nghĩa là một thái độ không hề sợ hãi. Tại sao lại sợ hãi hoang mang khi mà một người sắp đến, đó là chính Chúa, đó là Chủ, đó là người yêu thương chúng ta. Hơn nữa, Chúa nói chúng ta, vì sao chúng ta, người môn đệ của Chúa, không được sợ hãi? Vì chúng ta sắp được cứu chuộc, được cứu chuộc chứ không phải bị kết án, không phải bị giáng phạt. Người ta chỉ sợ hãi, hoang mang, lo lắng khi mà người ta nghĩ rằng họ sắp bị kết án, họ sắp bị luận phạt thôi. Do đó, Chúa nói việc đứng thẳng và ngẩng đầu cao là một hình ảnh mang ý nghĩa rất sâu sắc. Đó là người không cậy dựa vào của cải vật chất hay thế lực trần gian, nhưng chỉ cậy dựa vào Chúa, một mình Chúa mà thôi. Chúa sẽ cứu độ, Chúa sẽ giải thoát và đem đến những điều tốt đẹp cho sự sống đời đời của chúng ta. Đúng như bài đọc thứ nhất hôm nay, Daniel bị quăng vào hầm sư tử, nhưng ông được Chúa cứu thoát và không một chút hề hấn. Ước gì mỗi người chúng ta hãy luôn vững tin và luôn trông cậy vào Chúa. Hãy luôn tâm niệm rằng chỉ một mình Chúa là đủ cho đời sống chúng ta. Amen. Thưa quý ông bà, anh chị em, chúng ta vừa được nghe Thánh Luca phát họa một khung cảnh đầy những gam buồn và bầu khí thật u ám, bởi vì Chúa Giêsu đã loan báo thành Jerusalem sẽ sụp đổ và trở thành đống hoang tàn. Nhất là sự khốn khổ và khốn cùng của những ai sống vào lúc đó. Rồi Chúa Giêsu cũng loan báo về vũ trụ sẽ có những sự thay đổi lạ lùng, khiến cho con người ở khắp nơi phải kinh hồn khiếp sợ.
Nhưng mà chính trong lúc mà thế giới đang bao trùm trong bóng tối của sự hủy diệt ấy, thì Thiên Chúa lại hiện diện và gam màu từ bóng tối bắt đầu chiếu sáng bằng sự kết thúc bản tin mừng. Thánh Luca nói là con người đứng lên và ngẩng cao đầu vì giờ cứu độ đã đến. Như vậy bản tin mừng hôm nay gửi cho chúng ta sứ điệp gì? Đó là một sứ điệp vô cùng quan trọng. Chính trong lúc mà con người tưởng chừng như là thất vọng hoàn toàn, thế giới mất sự kiểm soát và con người đắm chìm trong sợ hãi và yếu đuối tận cùng của phận người, thì chính lúc đó Thiên Chúa hiện diện sát cạnh chúng ta. Ngài hiện diện đầy quyền năng và Ngài ban cho chúng ta sức mạnh để chúng ta vượt qua thử thách và chiến đấu một cách trung thành. Nhưng mà cái sự chiến thắng chỉ dành cho những ai sẵn sàng đón nhận Đức Kitô. Cái tư thế của người ngẩng cao đầu là tư thế của một con người đã chuẩn bị sẵn sàng. Những ai đi học, chúng ta có một kinh nghiệm này rất là rõ ràng. Có cái giờ mà gọi là cái giờ khảo bài đầu giờ. Những cái người mà tối qua không học bài thì chắc chắn giờ đó sẽ cúi gầm xuống để tránh ánh mắt của cô giáo và thầy giáo. Họ hỏi là chết ngắc. Nhưng mà ai mà chuẩn bị sẵn sàng cho cái giờ này thì cái giờ đó là giờ vinh dự, ngẩng cao đầu để may gì cô thấy mà cô hỏi. Bởi vì giờ này chắc chắn là điểm 10 nằm trong tầm tay. Cũng vậy, cái giờ cứu độ của Chúa thì chỉ dành cho những ai sẵn sàng đón nhận ơn cứu độ. Và tâm hồn luôn luôn sẵn sàng. Và chúng ta cũng thấy cái trình thuật ở trong sách Daniel cho chúng ta thấy khởi đầu là một gam màu đen tối, bởi vì Daniel bị trừng phạt trong hang sư tử. Nhưng mà lại kết thúc, lại là một kết thúc đầy gam sáng màu, bởi vì Daniel được Chúa cứu lúc mà ông gặp hoạn nạn. Và Chúa đã biến đổi lòng người của Đức Vua, và thay vì chống đối lại tin vào Thiên Chúa và tuyên nhận Ngài. Thưa anh chị em, cuộc sống của chúng ta nhiều lúc cũng bao vây bởi những bóng tối, khiến chúng ta sợ hãi và mất định hướng. Hơn bao giờ hết, chính lúc này chúng ta hãy tin rằng Chúa luôn luôn hiện diện ngay bên cạnh chúng ta. Ngài đồng hành với chúng ta, dẫu Ngài không giang tay quyền uy một cách tỏ tường, nhưng mà chính Ngài ban cho chúng ta sức mạnh nội tại để chúng ta chiến thắng. Bởi vì chúng ta có Chúa bên cạnh, chúng ta can đảm, và ánh sáng của Chúa luôn luôn chiếu soi những ai đi trong bóng tối, miễn là chúng ta tin vào Ngài một cách đầy phó thác và tin yêu. Cộng đoàn phụng vụ thân mến, hôm nay Thánh Luca trình thuật lại cho chúng ta việc Chúa Giêsu tiên báo trước thành thánh Jerusalem sẽ bị tàn phá nặng nề. Và sự kiện phá hủy đền thờ này cũng là hình ảnh tiên trưng trong ngày cánh chung của nhân loại. Khi ngày đó đến hẳn là sẽ có nhiều người vui mừng, nhưng trái ngược lại cũng có không ít người đau khổ. Ngày đó sẽ trở nên ngày vui mừng, nhưng ngày đó cũng trở nên là ngày đáng sợ. Ngày vui mừng cho những ai đã có sự chuẩn bị, ngày đáng sợ cho những ai chưa có sự chuẩn bị vì không nhận ra những dấu chỉ để sám hối canh tân. Như vậy, ngày vui mừng hay ngày đáng sợ, ngày hạnh phúc hay ngày đau khổ là do sự lựa chọn của chúng ta ngay tại giây phút hiện tại này. Chỉ có sự chuẩn bị trong tỉnh thức và sẵn sàng thì chúng ta mới tránh được đau khổ mà thôi. Bởi vì ngày đó đến với chúng ta, nó không có hẹn trước, đến rất là bất thình lình. Chỉ có những dấu chỉ báo hiệu
như Chúa Giêsu nói với chúng ta. Tuy nhiên, nếu chúng ta nhạy bén với những dấu chỉ của thời đại, nhưng xin nhắc lại là chúng ta nhạy bén với những dấu chỉ ấy dưới ánh sáng của lời Chúa và tin mừng. Chứ không phải là chúng ta bạ cái gì chúng ta cũng nhạy bén xong rồi chúng ta cảm nghiệm. Nhất là trong thời đại hiện tại, chúng ta thấy là một số nơi trong các giáo xứ, nhất là nơi phố chợ, người ta truyền tay nhau, và người ta cũng truyền tay nhau những cái bản photocopy nói về ngày tận thế, rồi thế này thế kia, rồi được mặc khải riêng tư của người này, của người nọ, rồi Chúa nói với ông này, nói với bà kia. Rất nhiều người bị mê hoặc bởi những cái đó, và tin thật, tin như là sự thật vậy, rồi rỉ tai nhau, truyền tai nhau, mặt hốt hoảng, hơ hải. Đây, chết, sắp rồi đấy. Đây. Cứ đấy thôi. Mà cuối cùng cũng chẳng đi đến đâu. Vì những người ấy không soi chiếu những cái sự kiện đó, những cái dấu chỉ đó dưới ánh sáng của lời Chúa, dưới ánh sáng của tin mừng. Mà chúng ta cảm nhận rồi chúng ta nghe, rồi chúng ta phát hoảng lên. Đó là không được. Đó. Cho nên chúng ta nhạy bén với những dấu chỉ, nhưng dưới ánh sáng soi chiếu của lời Chúa, thì những dấu chỉ, những điềm báo đó sẽ là sự cho chúng ta không có hốt hoảng, không có giật mình. Nếu chúng ta nằm trong hoàn cảnh của ngày tận thế mà chúng ta chưa có sự chuẩn bị, thì đó chính là cái sự u ám trong cuộc đời của chúng ta. Vì chúng ta chắc chắn sẽ lãnh nhận những bản án khắc nghiệt dành cho mình. Vì chúng ta đã cứng đầu, chúng ta đã cố chấp trong tội, và chúng ta ngoan cố không chịu sám hối để được ơn tha thứ. Sứ điệp lời Chúa trong thánh lễ ngày hôm nay mời gọi chúng ta hãy chuẩn bị tâm hồn cho xứng đáng bằng việc trung thành tuân giữ lời Chúa và cố sức mang lời Chúa ra thực hành trong lòng mến của chúng ta. Cần nhận ra các dấu chỉ thời đại để hiểu được thánh ý của Chúa. Phải chuẩn bị cho cuộc hành trình tiến về với Chúa qua cái chết bằng những hành trang mà chúng ta đang chuẩn bị, như bác ái, từ bi, nhân hậu, hiền hòa, bao dung, vị tha, thương người. Được như thế thì cái chết của chúng ta chỉ là một cuộc vượt qua, và sau cái chết đó chính là niềm vui chứ không phải là hình phạt và đau khổ. Vậy, lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết luôn được yêu mến Chúa trên hết mọi sự, và chúng con biết chuẩn bị cho cuộc sống vĩnh cửu của chúng con mai sau bằng những việc thiện, việc lành ở ngay giây phút hiện tại. Ông bà anh chị em thân mến, nhìn vào cuộc sống hiện tại, đại dịch là một biến cố làm cho cả thế giới hơn 2 năm vừa qua trở nên xôn xao và bao nhiêu lo lắng ập đến nhân loại. Có người thì họ cho rằng dịch bệnh bao giờ chấm dứt thì kệ nó, tới đâu thì tới. Có người thì cố gắng chuẩn bị lo liệu để có được sự an toàn cho tấm thân. Nhưng đối với những người có niềm tin như chúng ta, chắc chắn chúng ta phải có cái nhìn của đức tin và lòng cậy trông. Vì những lúc khốn khó của con người, đó là lúc mà Thiên Chúa lên tiếng bên vực chở che con người.
Chúng ta vẫn còn nhớ lời thánh vịnh: hãy ký thác đường đời cho Chúa, tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay. Thật vậy, cuộc đời của chúng ta cho đến bây giờ, kinh nghiệm đức tin hàng ngày qua đời sống của những người lớn tuổi, của những người trung niên, của những người thanh thiếu niên, và kể cả các em thơ, là con cái của Thiên Chúa, được nuôi dưỡng trong đời sống đức tin và lớn lên trong đời sống đức tin hàng ngày, để chúng ta vững lòng trông cậy vào Thiên Chúa, nhất là những lúc khốn khó nhất, những lúc truân chuyên nhất. Kinh nghiệm của Mẹ Thánh Teresa thành Calcutta, người đã từng chia sẻ rằng: từ những yếu tố lớn cho đến những điều rất nhỏ trong cuộc đời của tôi sống tóm lại với một ngôn từ duy nhất như Mẹ Maria, đó là xin vâng. Tôi chấp nhận tất cả những gì Chúa cho, và tôi cho Chúa những gì mà Chúa muốn. Ấy là cách nên thánh của tôi. Nên thánh không phải là làm những việc phi thường, nhưng là khiêm nhượng để làm những việc nhỏ với một trái tim to. Kính thưa ông bà anh chị em, người ta kể một câu chuyện rất dễ thương, chắc có lẽ chúng ta đã từng nghe. Tôi cũng xin mạo muội kể lại câu chuyện đó trong những tư tưởng chia sẻ ngày hôm nay. Có một bác nông dân nọ, một ngày kia con lừa của bác không biết chạy như thế nào, nó rơi xuống cái giếng. Mà cái giếng đó là cái giếng bị bỏ hoang, không còn sử dụng được nữa. Và người chủ cũng như con lừa, chủ thì muốn cứu nó lên mà sâu quá, nó cũng nặng nữa, làm sao mà mang nó lên một cách dễ dàng. Còn con lừa thì hết phương cứu chữa, cứ lây quay ở dưới cái giếng chật hẹp như vậy. Cuối cùng thì bác nông dân mới nghĩ rằng con lừa nó cũng già, cái giếng thì cũng đã bị bỏ, không sử dụng được nữa, cho nên nghĩ và quyết định là lắp cái giếng rồi cho con lừa nó được chôn giấu ở dưới luôn. Ông ta mới kêu gọi những người bạn xung quanh mình đến phụ giúp ông. Người cầm một cái xẻng, một cái len, chạy lại để giúp đỡ ông. Với những xẻng đất đầu tiên thì con lừa nó nhìn lên và hai dòng lệ trên đôi mắt của nó rơi, làm cho những người ở trên bờ, ở trên miệng giếng vẫn xót, nhưng họ vẫn làm. Đến khi mà đất đến phần chân của nó, rồi lên đến nửa chân, thì nó mới bừng tỉnh dậy. Nó nghĩ rằng bây giờ mình phải lo làm sao để mình sống. Thế là nó vận dụng khả năng sức khỏe của nó, những xẻng đất rơi trên lưng nó lắc qua lắc lại để cho đất rơi xuống và chân của nó dẫm lên. Mọi người chung quanh không hình dung ra được, chẳng bao lâu con lừa nó đã lên tới bờ và nó chạy tung tăng, mặc dù nó rất là mệt, để chiến đấu để được sống, để được cứu chữa. Con lừa cũng cố gắng cộng tác, mặc dù cho những người xung quanh đó không thương nó, nhưng mà nó vẫn làm mọi cách để nó sống. Phải chăng mỗi người Kitô hữu chúng ta có khi ngụp lặng
trong khó khăn, trong thử thách. Chúng ta cần tin tưởng để chúng ta được cứu sống. Những người không có niềm tin, họ hoang mang sợ hãi. Nhưng đối với chúng ta, Thiên Chúa mời gọi chúng ta hãy ký thác đường đời chúng ta cho Chúa. Hãy tin tưởng vào người, người sẽ ra tay cứu chữa chúng ta. Thiết nghĩ dịch bệnh sẽ chấm dứt trong tình thương của Chúa. Với lời cầu nguyện mỗi chiều thứ sáu đặc biệt, hoặc là mỗi chiều hàng ngày, chúng ta kêu gọi lòng thương xót của Chúa hãy giữ thương, hãy tuôn rơi trên chúng ta. Điều đó rất ý nghĩa. Biết bao nhiêu thánh lễ mỗi ngày, mặc dù trực tuyến, nhưng vẫn có biết bao tâm tình tạ ơn và khẩn cầu tha thiết với Thiên Chúa. Chính vì vậy, đời sống của tất cả chúng ta, hãy nhìn cuộc lữ hành đức tin nơi Đức Mẹ, nơi Thánh cả Giuse, và một cách rất đáng lưu tâm trong bài đọc thứ nhất ngày hôm nay, tiên tri Daniel đã là một chứng nhân anh dũng. Chính Ngài đã nâng Thiên Chúa lên cho mọi người thấy được lòng cậy trông của ông xứng đáng được Thiên Chúa đón nhận. Tâm tình tạ ơn phó thác của Daniel đã trở nên một lời rao giảng rất mạnh mẽ cho nhà vua và cho mọi dân nước. Chúng ta xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta, cũng như Ngài hãy thêm niềm tin cho chúng ta, để mỗi ngày đức tin của chúng ta thêm son sắc, lòng yêu mến của chúng ta nên nồng nàn, và lòng cậy trông của chúng ta mỗi ngày thêm vững vàng. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, trong bài tin mừng chúng ta vừa được nghe Chúa Giêsu nói đến những sự việc hết sức kinh hoàng sẽ xảy ra trong ngày Chúa đến. Và chắc hẳn khi nghe nói đến những điều ấy, ai trong chúng ta cũng cảm thấy sợ hãi trước sự tàn phá và hủy diệt sẽ xảy ra trong ngày tận thế. Tuy nhiên, khi nhắc đến những ngày, những điều ấy, Chúa muốn mỗi người chúng ta phải tỉnh thức hơn là mang trong mình nỗi sợ hãi. Chúa muốn nhắc nhở chúng ta rằng vào ngày ấy, mỗi chúng ta sẽ được đối diện với Chúa và trả lễ trước mặt Chúa về tất cả những gì mình đã làm. Và vì ngày tận thế sẽ xảy đến cách bất ngờ, không ai biết trước, không ai biết vào lúc nào, nên trong bài tin mừng hôm nay, Chúa muốn mỗi chúng ta hãy luôn sẵn sàng, hãy sẵn sàng, chứ không phải là mang trong mình một nỗi sợ hãi. Vì thế, Chúa muốn chúng ta hãy đứng dậy và ngẩng đầu lên trong tư thế là con cái của Thiên Chúa, với niềm hy vọng chúng ta được cứu độ. Như trong Kinh Thiên Kính, chúng ta vẫn thường tuyên xưng: Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Với những điều chúng ta vẫn thường tuyên xưng như thế, thì hôm nay chúng ta lại càng xác tín hơn về ơn cứu độ của Thiên Chúa đã gần kề. Và để cứu độ chúng ta, Chúa cần chúng ta đáp trả tình yêu của Chúa bằng cách chính cuộc sống đoạn tuyệt với tội lỗi của chúng ta. Tội lỗi là những thứ đã kéo ghì đầu chúng ta xuống, khiến chúng ta không thể nào ngẩng cao đầu hướng về Thiên Chúa, hướng về những điều tốt lành, thiện hảo. Và bởi vì chúng ta là con cái của ánh sáng, chứ không phải con cái của bóng tối, chúng ta hãy loại bỏ những việc đen tối, cầm lấy vũ khí của ánh sáng để chiến đấu. Hãy ăn ở đứng đắn như những người đang sống giữa ban ngày. Và đồng thời, hãy luôn nuôi dưỡng trong chúng ta khát vọng nước trời, để chúng ta biết lao mình về phía trước, cùng chạy đến với Thiên Chúa là suối nguồn hạnh phúc vĩnh cửu, chứ không phải nơi trần gian
tạm bợ chóng qua này, qua việc chúng ta đáp trả dứt khoát bằng tình yêu tuyệt đối dành cho Thiên Chúa mà thôi, và sống với mọi người cũng bằng chính tình yêu như Chúa đã yêu thương chúng ta. Có như vậy, khi đối diện với Chúa, chúng ta được Chúa nói rằng: hãy đến đây hỡi những kẻ cha ta chúc phúc, được Chúa đưa vào hưởng vinh quang thiên quốc bên Chúa trong tiếng ngợi khen và tán tạ Thiên Chúa đến muôn đời.